Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn. Trong chương trình thời sự Thế giới hôm nay, xin gửi tới quý vị những bản tin đáng chú ý sau đây. Dân Cộng hòa Séc mua xe tăng cho Ukraine để tặng lại cho Putin. Phần Lan muốn xây tường ở biên giới với Nga. Đoàn tấn công quốc phương Tây nhằm vào Nga sẽ gây chấn động cả thế giới. Putin muốn bán Ukraine làm thỏa thuận hợp tác với phương Tây. Truyền thông Nga thừa nhận không bao giờ được đánh giá thấp với Ukraine. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chi tiết. Nhân Cộng hòa Séc mua xe tăng cho Ukraine để tặng lại cho Putin. Quý khán thính giả của Liên Sài Gòn thân mến, chiến dịch mang một cái tên châm biếm quà tặng cho Putin nhằm gây quỹ cho chiến trường Ukraine đã thu hút sự tham gia của nhiều cá nhân cũng như tổ chức, doanh nghiệp. Hôm ngày 3 tháng 10, số tiền quyên góp đã đủ để mua một chiếc xe tăng hiện đại loại T-73 Avenger nhằm gửi cho quân Ukraine chống lại lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cộng hòa Séc, thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp Châu Âu, đã tích cực giúp đỡ Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Từ Praha, thông tín viên RFI Alexis Rojanski cho biết thêm về chiến dịch này. Xe tăng T-73 Avenger do Liên Xô sản xuất nhưng đã được hiện đại hóa và được đặt tên là Thomas. Loại xe này trở thành một trong những biểu tượng mới về tình đoàn kết giữa Cộng hòa Séc và Ukraine đang bị xâm lược hơn 1 triệu rưỡi euro đã được quyên góp từ trang mạng với tên gọi quà tặng cho Putin vũ khí cho Ukraine. Trang mạng này cho phép gửi tiền vào thẳng tài khoản của đại sứ Ukraine ở Praha. Lần này, dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc, các khoản quyên góp được nêu rõ là để mua xe tăng Thomas có thiết bị quan sát vào ban đêm và được trang bị đạn pháo và drone. Vào mùa xuân vừa qua, Praha đã gửi các xe tăng do Liên Xô sản xuất cho Ukraine, còn xe Thomas là quà tặng từ hơn 10.000 cá nhân và từ các công ty lớn của Cộng hòa Séc. Xe tăng sẽ được gửi đến Ukraine vào tháng sau. Đại sứ Ukraine ở Séc cho biết đã nhận được tổng cộng 9 triệu euro nhằm để hỗ trợ các binh lính đang cố gắng để lùi quân xâm lược Nga. Hôm ngày 21 tháng 8, đông đảo người dân Cộng hòa Séc đã quyên góp số tiền mang tính biểu tượng 1968 Corona khoảng 80 euro để đánh dấu kỷ niệm của cách mạng mùa xuân Praha bị đàn áp bởi các xe tăng do Moscow chỉ huy. Chuyển sang một bản tin khác. Phần Lan muốn xây tượng ở biên giới với Nga Thưa quý vị, sau khi đóng cửa biên giới với du khách Nga có visa Schengen vào ngày 29 tháng 9 vừa qua, Phần Lan tiếp tục đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn với láng giềng có chung 1.300 km đường biên giới. Helsinki lên kế hoạch xây dựng tường ở biên giới với Nga tại nhiều khu vực. Mặc dù vẫn chưa có báo cáo về việc người Nga vượt biên trái phép, nhưng cuộc chiến ở sườn đông châu Âu khiến Phần Lan lo ngại phải đối mặt với cuộc di cư ồ ạt từ Nga vào lãnh thổ nước mình. Thông tin viên RFI tại Bắc Âu, Colorado tường trình: dài 1.300 km đường biên giới vô hình xuyên qua đường rậm băng giá và tuyết phủ gần như cả năm phương định trên giới giữa Phần Lan và Nga không thể và dường như là vô ích nếu muốn dựng tường trên toàn bộ đường biên giới này. Do đó chỉ có thể xây tường trắng trên 260 km. Nhà chức trách Phần Lan cho rằng các hàng rào gỗ hiện tại có quá nhiều lỗ nhỏ và sẽ thay thế chúng bằng các rào trắng được giám sát tốt hơn và không thể leo qua dễ dàng. Đề xuất này do lực lượng biên phòng đưa ra, Thủ tướng Sana Marin đã bật đèn xanh hôm ngày 3 tháng 10, nhưng cũng tuyên bố muốn có đồng thuận từ phía quốc hội vì công trình này có thể tốn kém và kéo dài nhiều năm thách thức của Phần Lan là giảm thiểu nguy cơ an ninh do một cuộc di cư hậu ạc hoặc các phương pháp chiến tranh hỗn hợp từ Nga. Các chuyên gia về quan hệ quốc tế ước tính rằng quyết định này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Phần Lan và Nga. Về phần mình, Thủ tướng Phần Lan đáp lại rằng chiến tranh đang xảy ra ở châu Âu và tình hình không thể căng thẳng hơn nữa. Chuyển sang một bản tin khác. Đoàn tấn công của phương Tây nhằm vào Nga sẽ gây chấn động cả thế giới. Thưa quý vị, những biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng đối với ngành khai khoáng của Nga bởi sàn giao dịch kim loại London sẽ gây chấn động cho toàn bộ ngành công nghiệp toàn cầu. Jack Farkey, nhà phân tích của Bloomberg khẳng định, sàn giao dịch kim loại London đang tìm kiếm phản hồi về các lựa chọn, bao gồm lệnh cấm ngay lập tức đối với nguồn cung mới của Nga, một lệnh cấm có thể xảy ra đối với nguồn cung của Nga bởi sàn giao dịch kim loại lên nên sẽ là một cân địa chấn đối với ngành công nghiệp kim loại, cắt đứt một số công ty lớn nhất thế giới khỏi thị trường toàn cầu. Sàn giao dịch vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng hôm thứ Năm đã khởi động một quá trình thảo luận chính thức kéo dài 3 tuần về khả năng cấm kim loại của Nga, có khả năng sớm nhất là vào tháng tới, trên thực tế, một lệnh cấm đơn giản có nghĩa là kim loại từ Nga hiện chiếm khoảng 9% sản lượng Niken toàn cầu, 5% nhôm và 4% đồng, không còn được chuyển vào bất kỳ kho hàng nào trên thế giới trong mạng lưới sàn giao dịch kim loại London, nơi lưu trữ kim loại được sử dụng để giao cho các hợp đồng trong tương lai khi chúng hết hạn. Nhưng cuộc tranh luận và các nguy cơ tiềm ẩn cung cấp một nghiên cứu điển hình rõ ràng về mức độ liên kết sâu của sàn giao dịch kim loại London với tất cả các ngóc ngách của ngành kim loại. Mặc dù là một công ty tư nhân thuộc sở hữu của Hong Kong Exchange and Clearing Ltd, các quyết định của sàn giao dịch này có hậu quả sâu rộng đối với cách định giá và giao dịch kim loại trên toàn cầu. Nói rõ hơn, phần lớn kim loại toàn cầu được bán từ các nhà sản xuất đến thương nhân và người tiêu dùng mà không bao giờ nhìn thấy bên trong nhà kho sàn giao dịch kim loại lên Tuy nhiên, sàn giao dịch vẫn đóng một số vai trò quan trọng. Đầu tiên, đó là thị trường cuối cùng cho ngành công nghiệp kim loại vật chất, dự trữ kim loại trong mạng lưới kho sàn giao dịch kim loại lên London toàn cầu có thể được rút bớt trong những thời điểm thiếu hụt và trong thời điểm dư thừa hàng tồn kho có thể được chuyển đến sàn giao dịch kim loại lên London. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã phải chuẩn bị tinh thần cho tình trạng dư thừa, đặc biệt là nhôm trong bối cảnh lo ngại về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. Khi một số người mua kim loại của Nga, các thương nhân đã kỳ vọng rằng nhôm từ Russo sẽ nằm trong số những mặt hàng đầu tiên được chuyển đến sàn giao dịch kim loại Lenin, với một số dự kiến hàng trăm nghìn tấn dòng vào. Russo đã phủ nhận rằng họ đang có kế hoạch giao số lượng lớn kim loại của mình cho sàn giao dịch. Nếu sàn giao dịch kim loại Lenin tiếp tục và cấm giao hàng nhôm Nga mới, điều đó sẽ loại bỏ khả năng tồn kho dư thờ. Khi Bloomberg lần đầu tiên báo cáo về kế hoạch của sàn giao dịch kim loại London cho một bài thảo luận vào tuần trước, giá nhôm đã tăng tới 8,5%, mức tăng lớn nhất trong ngày được ghi nhận. Tính đến thứ sáu, giá đã tăng khoảng 10% so với mức thấp nhất trong 19 tháng của tuần trước. Sau khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moscow khi quốc gia tuyên bố đóng băng tài sản các nước thuộc Liên minh châu Âu xem xét phương án từ bỏ dầu mỏ và khí đốt của Nga, nhiều quốc gia tuyên bố đóng băng tài sản của Nga và kêu gọi từ bỏ năng lượng. Tất cả những điều này đã trở thành vấn đề đối với Mỹ và châu Âu, khiến giá nhiên liệu và lương thực tăng mạnh. Chuyển sang một bản tin khác Putin muốn bán Ukraine làm thỏa thuận hợp tác với phương Tây Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn có một món hời lớn mới với phương Tây. Ông Ibrahim Rahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nói với CNN hôm ngày 8 tháng 10. Theo ông Kalin, có vẻ như cuộc chiến của Nga ở Ukraine sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa, và câu hỏi đặt ra là thiệt hại sẽ diễn ra như thế nào trước khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Chúng tôi hiểu rằng ông Putin muốn có một món hời lớn mới, một thỏa thuận mới với phương Tây, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Đó là một phần về dung quan, không cần phải nghi ngờ gì. Nhưng vấn đề lớn hơn thực sự là một thỏa thuận mới giữa Nga và thế giới phương Tây, ông Kalin nhấn mạnh. Ông lưu ý rằng Moscow cảm thấy rằng các thỏa thuận được thực hiện vào cuối chiến tranh lạnh dưới thời các tổng thống Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin không còn đúng với nước Nga ngày nay. Có một nước Nga mới, có một thế giới mới, có một thực tế mới, và họ muốn có một món hồi mới. Ông Kalin nói và chưa biết thêm rằng kết quả là toàn bộ trật tự tự do toàn cầu đang phải đối mặt với một thử thách lớn. Ông Erdogan đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Putin vào ngày 7 tháng 10. Trước đó, vào ngày 6 tháng 10, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng ngay cả hòa bình tồi tệ nhất ở Ukraine cũng sẽ tốt hơn chiến tranh. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30 tháng 9 đã ký thỏa thuận về việc sắp nhập 4 tỉnh Ukraine do Nga kiểm soát, bao gồm Donetsk, Lugansk, cũng như Kherson và Zaporizhia. Sau đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tán thành quyết định gần đây của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine NSDC là cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Putin nhưng vẫn để ngỏ cơ hội đàm phán với nhà lãnh đạo khác của Nga. Chuyển sang một bản tin khác, truyền thông Nga thừa nhận không bao giờ được đánh giá thấp với Ukraine. Thưa quý vị, người dẫn chương trình thời sự Nga hôm Chủ nhật thừa nhận việc truyền thông nước này đánh giá thấp Ukraine là bất lực và lẽ ra không nên mong đợi một chiến thắng dễ dàng. Khi quân đội Nga tiếp tục gặp phải những thất bại lớn trong cuộc xâm lược của họ vào quốc gia Đông Âu, Tình trạng bất ổn đã bắt đầu thấm vào các phương tiện truyền thông nhà nước thường thấy. Julia Davis, người tạo ra nhóm giám sát truyền thông Nga, đã thường xuyên chia sẻ các ví dụ về tình trạng bất ổn này trên Twitter trong những tuần gần đây, bao gồm một đoạn clip mới của người dẫn chương trình Sergey Madan vào Chủ nhật. Người dẫn chương trình Nga nói: "Đã đến lúc phải khóc. Bây giờ Nga đang phải đối mặt với một sự thức tỉnh thô lỗ." Trong đoạn clip, Biden bày tỏ sự hối hận về phần mà truyền thông Nga đã miêu tả Ukraine là một quốc gia yếu kém và các nhà lãnh đạo phương Tây như Tổng thống Joe Biden là không hiệu quả. Trong thời gian dài nhất, trong tất cả các loại chương trình truyền hình, trên đài phát thanh, báo in, chúng tôi đã cười lớn trước sự ngốc nghếch nói nhảm với người Ukraine. Chúng tôi cười nhạo Ukraine bất lực là nước Nga không hoàn toàn và trước phương Tây vô tri. Tại Biden với bệnh Alzheimer và Parkinson, Biden nói, tất cả mọi thứ đang xảy ra ngay bây giờ không phù hợp với bức tranh hài hước châm biếm này. Madan cũng nói rằng, theo quan điểm của ông, viện trợ quân sự mà các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine là chìa khóa quan trọng trong nhiều chiến thắng của nước này trước các lực lượng Nga. Kẻ thù hóa ra vô cùng tàn ác, các lực lượng vũ trang của Ukraine đã ngửi thấy mùi máu. Maidan nói thêm: "Thật không may đối với nhiều người, điều đó đã trở thành tiết lộ rằng ngay từ đầu phương Tây đã đặt cược vào chiến thắng quân sự của họ. Họ đã huấn luyện các đơn vị của quân đội Ukraine và cung cấp cho họ mọi loại vũ khí. Tôi tin rằng dòng chảy vũ khí không những không chậm lại mà còn tiếp tục gia tăng vô thời hạn. Trong khi những người dẫn chương trình khác trên các phương tiện truyền thông nga có dòng điệu buồn bã và tiếc nuối hơn như Maidan." những người khác vẫn tiếp tục áp dụng cách tiếp cận cứng rắn điển hình trong một phân khúc được Davis nhấn mạnh vào tuần trước. Người dẫn chương trình Aman Gasparian đã khuyến khích người xem tự kiểm duyệt trước khi phương tiện truyền thông nước ngoài có thể khiến họ xem cuộc xâm lược theo hướng tiêu cực. Gasparian nói, tôi hiểu rằng từ quan điểm của một công dân, tất cả những điều này chỉ đơn giản là không thể tin được. Đây là một kịch bản khó khăn, không nghi ngờ gì về nó, chính xác là vì lý do đó. Trong trường hợp không có kiểm duyệt trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, bạn nên thực hiện kiểm duyệt nội bộ, ngừng đọc những kẻ thù nghịch ý thức hệ. Vâng thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn.